Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục một cái video mới, mình sẽ làm một tài xế lái xe buýt chở khách. Mình hiện tại đã xin vào công ty giới, công ty vận tải hành khách của nước Đức. Và các bạn sẽ bắt đầu một cái cuộc hành trình mới. Trước khi vận hành xe buýt thì mình phải kiểm tra tất cả thiết bị, phanh, còi, rồi hệ thống xi nhan, đóng đèn chiếu sáng để xem xe có đạt tiêu chuẩn chất lượng không. Trước khi vận tải một cách cho nó an toàn các bạn nhé. Nói chung qua kiểm tra một đợt thì mình thấy xe chất lượng rất tốt, hệ thống đầy đủ và mình bắt đầu đón khách tại bãi tại bến xe buýt ấy nhỉ. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Hey, các bạn đã thấy là cái biển hiệu công ty vận tải giới, đó là công ty tên công ty của mình đang làm công tác ở đây. Let's get started. Drive safe. Và cái cuộc hành trình vận tải khách hôm nay là có tất cả 27 người, thì nó có cả tài xế nữa, là 28. Và chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình vận tải mới để làm sao đảm bảo lái xe an toàn. Mời các bạn cùng theo dõi cuộc hành trình lái xe của mình nhé. Continue straight. Ngoài chất lượng con đường ở bên nước Đức có khác nữa. Nước châu con đường rất là đẹp, đường nhựa rất là tốt và chất lượng xe mới thì lái xe rất là êm, không có tiếng ồn, đi rất là êm du luôn. Các bạn vừa nhìn thấy dòng chữ đó là hình nhà khách đánh giá là chúng tôi tin tưởng rằng công ty của bạn có thể đưa chúng tôi đến lỗ an toàn. Chúng tôi cảm ơn tay lái của người lái xe chúng tôi. Tôi xin rất là cảm ơn vị khách quý xin chuyến hành trình lần này. Trời ơi, rất là nguy hiểm quá. May là cái va chạm giữa hai xe vừa rồi là không gây tai nạn thương tích cho hành khách và tài xế lái xe. Mình sẽ phải cẩn thận hơn. Cái cung đường làng quê này thì đường bắt đầu xấu đi rồi. Đấy, các bạn có thể thấy trên mặt đường bắt đầu có những nốt dạng chân chim, ổ gà. Nên là mình phải giảm tốc độ, không thể đi tốc độ 60 được, mà phải giảm xuống tốc độ 30-40 để đảm bảo an toàn cho hành khách. Xin lỗi.
đến bến dừng chân đầu tiên rồi thì bây giờ mình sẽ cho xe của mình có thể tiếp nguyên liệu đổ xăng và cho hành khách dừng bữa sáng để cho đảm bảo an toàn cho mọi người ạ. Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Vậy là
xe đã đến cái bến đỗ dừng chân thứ hai và mình sẽ phải dừng xe lại để cho hành khách xuống ăn uống và nghỉ ngơi ở đây độ 5 phút để tiếp tục hành trình tiếp theo. Our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Cuộc hành trình vận tải hành khách của chúng ta rất là dài và mình rất xin dừng chân ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và hành trình tiếp theo của tài xế lái xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn nhé.